bữa đi ăn lười thắng quá. Bữa nào anh qua gọi với em ngày. Đây đứa giờ ăn qua luôn. Đứa cô không luôn. Cô của anh em làm cái gì? Con không có, đi qua bên kia giùm con, bên kia bên anh gì giùm con. Đây, bé có ai đổi tiền cho bà ngoại được không bé?
Bây giờ chị Ngọc Quyền lên sân khấu các nhà. Cái bộ áo dài có thời trang logo nha các nhà. Có cái hình chung với lại các anh chị nghệ sĩ rồi hôm nay thể tin là cái lộng lẫy quá nhìn tổng gia lộng lẫy quá nhìn tổng gia dạ rồi lại nay tôi bèo quá tôi không dám nhìn sao bữa nay bận đồ vô gia gì đây hôm nay chạy xe đa ôm chạy ông đa ôm hả anh dân chung hả vậy đó hả sao không cho em trai gì đứng cái bên hay gì á anh chở em trước đi chở anh chung sao chở em trước hả trời ơi hẹn hát với anh Dũng Dí mà bữa giờ chưa hát nữa cả nhà bận quá mà. Không có đi kiếm bài xong rồi xin anh cái lịch rồi hẹn anh rồi dạ dạ kiếm bài nào phù hợp với em đi anh bài gì cũng được đúng không theo em anh theo em được dạ sơ sơ từ chiều đến giờ là em đi là hình như được gần 100 cái MV rồi đó trời ơi mỗi người hát với em 10 bài là bữa giờ là chiều đến giờ là 700 bài rồi đó 700 bài thôi nữa. Dạ trời ơi chị Quyền lên sân khấu quay lại áo dài em lên nha chị Quyền bên em làm thời trang nữa dạ chị dùng răng nhìn em á làm mà coi là thấy chị dùng răng là hết cái gì đúng không chị Quyền ơi cảm ơn chị dạ cảm ơn anh con đi ra nghe chị Quyền hát cái đã đi ra nghe chị Quyền hát cái đã hả ngừng chút đi xíu nó quay tiếp ôi chị ơi đỏ đẹp không đỏ đẹp không nổi bằng mặt luôn nổi bằng mặt luôn mà cái này cái tay gì đây không áo vậy bữa sau cái tay em làm dài hơn chút nữa hồi nãy em thấy chị ở trên sân khấu nó vẫn hơi ngắn so với chị chút quay dạ 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 bữa sau em làm bự hơn một xíu với lại dài hơn chút cho chị dạ hôm nay đồ mới đẹp không cả nhà có khen bộ đồ đẹp không vậy em ủa mà tự khen hả tự khen mình đừng có cái kiểu mà tự khen mình như vậy nha tôi gọi là cái gì tôi đi hai xin liền đây nè ở đây nè rớt một cái này nè tôi nói chứ ủa em ơi bị rớt mới rớt chứ chị còn khoe nữa chị ơi em kết đó không có đó mình có lỗi không có vậy tự giác chứ mình không có tại vì làm gấp lắm sáng như hôm nay thôi là mới hoàn chỉnh cái tác phẩm này dạ Ngọc Huyền để cho Ngọc Huyền có một cái bộ váy đẹp một cái dài đẹp để cho mấy bà con cô bác của chúng ta cho nên là cảm ơn nhân dân nha nói tên gì quên rồi sao lụa cảm ơn sao lụa nha đã làm chắc liền để cho chị Quyền có cái váy đẹp như vậy nhưng mà chắc đưa qua em đính lại chứ hả tối nay tôi bay rồi đính gì nữa em về Mỹ luôn hả có hả có hàng phải không không có rớt hết còn nhiều không còn có rớt te tua hết rồi chứ cỏ làm gì tìm được nó rớt rồi đe tua hết rồi làm dễ giàu gì còn có mặt màu trắng không em lên màu trắng cái này là màu trắng đẹp rồi ai lên gì mà đứng đó ai lên thì không phải hỏi á quá à hỏi ngại dễ sợ ngại màu trắng đến hột đen á hả cũng đẹp không trắng đến trắng luôn vàng nhũ đen vàng nhũ bánh kim đi đen vàng nhũ bánh kim trắng vàng nhũ bánh kim ok dạ đồ đẹp lắm mà khách giống vậy nè với lại em thấy chị thích màu tím á em thích chị thích màu tím nữa làm màu tím nữa màu tím đi nhưng mà nhớ tay dài hơn tí ok chị múa hồ quả dạ không hồi nãy luôn đó hồi nãy chưa muốn kịp trời ơi nãy giờ em cảm ơn chị nha chị ở trên sân khấu á là em đặt được năm bộ áo dài này rồi năm bộ mấy chị nhà hàng với lại bà Thùy Kim Khiết cũng chạy ra đặt luôn ủng hộ chứ phải quảng cáo anh Cường hả dạ vô đi gái lên chị hai anh quá trời nổi hùng lên rồi rồi thôi mình đi đi nha đi về ngủ sớm chụp vô để chưa soạn đồ Khương vô đây chụp với chị tấm hình bây giờ chụp đi rồi gửi qua chị cho đẹp yeah. Rồi dạ đứng mình Khương vô giữa đây anh Khương vô giữa anh Khương vô giữa rồi chị thấy không hai cái trắng với cái đỏ thằng này nó chưa chó hả chưa ai rồi cũng chưa ăn hết gửi liền nha để đi chỉ mặt luôn à
chị bạn nhớ luôn. Chụp em đi, chụp 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 Huyền với Thương riêng, chụp Huyền với Thương riêng. Bây giờ là cái show. Đúng rồi. Ok. Cắt con thơ nữa rồi. Để bữa sau làm chiều dài. Làm chiều dài vậy. Mới hôm qua thôi nè. Tôi trở lại vui rồi. Thôi được ha. Ủa lên quay nó đẹp ha. Làm cái màu tím chị thích lắm. Rộ lộ. Chị thích cái màu tím mà em làm cái tà, cái tà bay hơn. Cái tà bay hơn. Bước xuống xe luôn. Không chỉ trả tiền. Hai cái là em tặng lần không? Tặng. Cảm ơn quá nhiều, quá nhiều. Dạ, xe ra đây chị Hồng Nguyễn Danh Thương là em đầy hết những cái màu ở trên. Xích ra chỗ sáng chút đi, xích ra chỗ sáng một chút. Dạ. Dạ thiết kế Tâm Quỳnh. Đúng rồi, tao bấm tấm thằng ba là má rồi đó. Nãy giờ tôi nó chưa được chụp hình chung với chị luôn á. Rồi chụp em. Giờ chụp em tụi chế chứ được chụp hình với chị á. Rồi nó áo đẹp quá chưa chụp hình chị. Vô luôn. Để chị nằm bao em. Đó là chở xuống từ mấy xe con ăn nữa nè. Sinh nhật ai? Sinh nhật hả? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Giờ mình về đi ăn sinh nhật rồi. Rồi chở sang hè cái cục dưa sợ. Ủa sang hè thằng nào? Đúng rồi, sang hè đẹp có sợ không? Nhưng mà tao nói cho chà bé, cho chà chiều quyền em. Sợ gì cũng sợ. Xe ta. Xe ta. Xe ta. Con bé ơi, 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 con vô luôn ba đứa. Vô nè nguyên tim mình. Bây giờ trả tiền. Chị đang bớt bớt chị đang đây. 200.000. Quá trời ba cái. Nghỉ nha con. Cái gì á? Ra. Đại gia bị vườn lên không? Trời đại gia xin lỗi mày. Bái chụp mỗi lần là bái vậy á. Lụa ơi, lụa ơi. Cho làm hình xong mới gửi qua. Nó làm hình xong rồi. Cái này giờ chụp trên sân khấu chị nhiều lắm. Không, nhưng mà bây giờ gửi liền lình cái này. Chị cái con dừa nè, boss liền nè, tôi tự sửa. Boss liền, Ủa, chưa tự sửa hả? Tự sửa. Gửi qua cho đâu. Đó qua cho chị Hà liền. Yên tâm đi, chị làm da mịn lại. Dạ. Bye bye chị. Một chục. Đúng không? Nay sinh nhật ba đó. Quên Happy Birthday. Thôi em sẽ stream, em sẽ see đầu chương trình. Đó, trời ơi. Dạ. MC gọi là MC gì ta? MC đầu giờ, MC quạt náo. MC quạt náo đầu giờ của ngôi sao miền Dương Phân An cả nhà. Dạ. Báo cáo với cả nhà là sắp tới hai chị em có chung một cái dự án nữa là không phải là chung mà là Dung hỗ trợ Thành Tuấn. Dạ. Sẽ làm cái phim ngắn. Dạ. Bà Hội Đồng Lê. Đúng rồi. Cái kênh TikTok cũng tên là Bà Hội Đồng Lê. Mà cái phim là tên của chị Dung. Phim đã đặt tên chị luôn. Đúng rồi, là tên chị luôn. Có chữ cái chữ Dung trong đó luôn. Hương Phù Dung đúng không? Đúng rồi. Em có thể sửa thành Hương Phù Mọ không? Lỡ nó có hùng sao chị? Ừ, có hùng sao. Nhưng mà nãy giờ em thấy là cái bộ đồ của con Ngọc Quyền là quá hợp với con Ngọc Quyền luôn. Chị đã làm cái bộ đồ mà chị định mặc đúng không? Đúng. Hên là chị Ngọc Quyền mặc đúng không? Cái chị mặc là nó ố về rồi đó. Cái y chang của chị là hợp với gì đơn giản thôi. Đó, mà nó hộp mà nhưng mà... Nhớ cáo da xanh đầu giờ không? Cũng là chị luôn á, chị lên luôn á. Không mà hợp với Ngọc Quyền. Đi, bye bye chị. Bye bye chị. Lên, nói chuyện với nó. Dạ, chị về nha.
Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em vì tất cả. Ôi, gì đâu, cảm ơn chị. Biết ơn chị. Dạ. Trời ơi, cưng quá. Để đăng thiết kế cho chị thêm bộ màu tím, bộ màu vàng nữa. Thêm bộ màu trắng nữa, tại thấy cái này chị lên sân khấu đẹp quá. Dạ, đúng rồi, quá đẹp. Nhìn đẹp ha, hai cái tàn quay, sau đó bắt múa, múa. Đẹp đi chứ. Hả? Ok. Rồi, ngon lắm. Lụa là chuyên lo hộp. Ủa là chị lụa kết luôn hả? Lụa kết cái tay nè, tại vì nó chỗ này nó hơi hở chút mà chị Quyền không chịu, chị Quyền thích nó nhiều hơn. Cốt tê kết thêm mấy cái dây. Ui, gì ghê vậy? Đa ngành đa nghề lắm. Ừ, cái gì cũng biết vậy trời, hay make up làm tóc rồi trang phục trang ơ rồi đây. Quay phim dựng phim. Ừ, đa năng lắm. Có điều hơi báo chút thôi. Mà em thấy là bây giờ local đã đi xa lắm rồi. Thì local đã đi rất là nhiều nghệ sĩ mặt trong rồi đó. Phát triển. Nói chung cũng mừng, gán kiếm tiền đi xây nhà, xây cầu, xây ơ đồ. Thôi mình đi vô trong. Mấy giờ local chị tài trợ cho Vin em luôn được không? Cái trang phục đó là không có bán nha, nếu mà có lên là không bán. Ừ. Là chỉ làm mượn mặt thôi. Không, ý là mà làm cái đó là làm riêng cho cái phim không á. Hả? Tại vì cái trang phục đó giờ đâu có ai bận. Không, ý là mình không có làm trang phục giờ, tại mình là có đồ Âu mà. Đồ Âu là trong phim em vẫn có đồ Âu. Ờ vậy thì lấy đồ Âu bận. Được không? Được. Dạ, tại nhìn đây, cái bạn vai mà nam chính đóng chung với chị, đóng cặp với chị. Bạn nó bận size gì ta? Bạn nó cũng cao lắm, nó cao khoảng 1m8, 1m81. Như vậy chắc bạn mặc cái L quá, sợ không có size, tại chị lên mới có tới size L. Đang lên thêm. Dạ. Lên nếu mà có size thì mình lấy đồ mình bận. Và trong kịch bản nếu mà phát triển sau này thì chị cũng có thể là chị sẽ mặc đồ Âu, một số tập thôi, một số tập là sẽ mặc đồ Âu, đa số là sẽ bảo già và ba. Okay. Một số tập là sẽ câu chuyện kịch tính lên là chị có mặc đồ Âu. Đó. Càng ngày càng sang chảnh lên đúng không? Lấy luôn. Ừ. Ok. Được không? Được không? Được. Rồi, ok, dạ. Cả nhà ơi, ủng hộ Thành Tuấn nha cả nhà. Dạ. À mà không, mà cái phim đó tại vì cái thời lượng em ra là em tặng vô dự tất cả các tập phim đang short clip trên kênh YouTube. Nhưng mà tại cái thời lượng phim nếu mà YouTube nó chỉ có 60 giây thôi. Ừ. Mà YouTube mà cái nội dung của mình á một tập 60 giây thì nó không có đủ truyền tải, cho nên là nó sẽ tầm đâu đó 2 tới 3 phút một cái clip. Cho nên là chị có thể sử dụng đăng fanpage. Và em định là làm ngoại truyện nữa. Tức là ngoại truyện là giống như là mình có thể đưa những sản phẩm của local hoặc là Denacare qua luôn. Quảng cáo luôn hả? Đúng rồi, nhưng mà chỉ riêng em với chị thôi. Nếu không kiểu như là con dâu lắm lên này kia đen đúa và mẹ chồng đưa cho già đó, mình sẽ làm những câu chuyện đẻ ra. Okay, và okay. Clip thì chị có thể đăng fanpage. Bay không sao đâu, sót chỉ cắt nó làm ba gì lắm cũng được vậy. Tập 1, tập 2, tập 3. Trời ơi. Miễn sao đi kéo. Dạ. kéo bà hội đồng lên. Dạ. Ok. Dạ, nên là cái đó là tặng chị Dung, chị cũng đăng đâu cũng được hết. Nó tẩy nó khung dọc. Cả nhà mình yêu thương ủng hộ dự án của mấy chị em đợt này nha. Bà hội đồng Lê chính là mẹ chồng của Dung. Đó. Nó hơi hiểm ác một chút. Mà không biết là cái vai này diễn nó sẽ rất là nặng ký, thành ra là phải vừa diễn vừa học thêm nữa. Có nghĩa là tới đâu thì tụi em hướng dẫn chị thêm tới đó. Dạ. Chị em mình cùng nhau cố gắng. Ừ, tại vì các bạn là được học diễn sức đồ đàng hoàng, thầy đào tạo đàng hoàng. Dạ. Còn chị á, là học được có một bữa thôi, thành ra là chị phải học hỏi tụi em rất là nhiều. Tụi em cứ vừa làm rồi vừa hướng dẫn. Dạ, nhưng mà em làm cái bài này rất là gần với chị luôn, rất là gần với chị luôn. Nên là sẽ... Có nhiều lần có quánh lộn gì không? Có bị đánh đập giả man rồi có bị... Đó, tại vì chị con dâu mà đi em phải hành hạ này cái đồ chứ đó. Đau khổ lắm, bi kịch lắm. Ra cả nhà chào đón dự án mới của mấy chị em nha các chị. Nhớ ủng hộ kênh TikTok của bà hội đồng Lê. Dạ, cảm ơn bà con cô bác. Trời ơi, mừng nha. Ok. Dạ. Rồi, hy vọng là dự án sẽ bùng nổ và có tập 1.000. Cảm ơn chị. Đi chị vô nha. À, tấm hình nghiêm túc. Lần xưa không quên được ngày hôm rồi, ok. Quá trời tình cảm rồi. Quá trời tình cảm. Cảm ơn em. Đi. Dạ mình đang like hay mình đang quay ạ? Em đang quay. Em mới đón như thần luôn. Bạn cái gì chưa coi cái tổng kết mà em đón như thần luôn. Là sao em đón là chị giai nhất. Sao vậy? Trời, đầu tiên anh bà bán vé cho MC luôn là biết bà giai nhất rồi. Bà không tha một ai.
Ở mình nhắm tới đối tượng mục tiêu nào là mình bán hết chứ. Kể cả bán cho MC, bán cho vân vân. Ở dân giao thì chứng kiến. Bao nhiêu khách hàng tiềm năng bà bán hết trơn. Rồi bà giật khách hàng tiềm năng hết trơn. Cũng meo mà ngoài trà sữa bán nữa đó mà tại tại chưa gặp. Má ơi. Mấy hôm bán có. Cô bán cô dấu ngọc không chạy. Thì tính dụ cô dấu ngọc mua luôn tại cho cô giáo mua trà sữa. Vô trường. Gọi là khai thác. Quay như vậy, quay như vậy là cái mặt có mít không cảm ấy, rồi cái mặt như cái mông rồi sao mà đẹp như vậy mày mà con nghe mít không cảm cho em đi, em quay thì cái chứ, em quay thì cũng quay lên được. Nè, quay như mở là thấy hết luôn rồi đó. Ông trường này nó kinh cảnh lắm. Trời đó. Mà về cái này là đường 100, nghe chưa 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 100. Kéo dài chiều quyền mặt đẹp không? Đẹp, rất đẹp. Hôm nay hai bộ này cũng đẹp. Hai bộ này cũng đẹp à? Em nghĩ là cái hai bộ này là best seller. Hai bộ này best seller hả? Bộ này em thích nè. Nó rất là đơn giản không? Nhưng mà sang. Đúng. Sang. Đúng. Bộ chị của chị Ngọc Quyền là bộ sân khấu. Chị đúng rồi. Bây giờ chị về chị làm lại cho em cái bộ y chang giày mà màu đen cái hình màu trắng được không? Áo đen hình trắng đúng không? Đúng. Ok, được. Sang lắm á. Sang. Ý là bộ đen mà em kết trắng đúng không? Trắng hộp màu trắng. Ok, được. Đẹp không? Đẹp. Sang luôn á. Làm bộ ba làm màu đen luôn không? Màu đen. Ok. Ba màu đen kết cường đen luôn. Đẹp luôn. Sang luôn. Sang lắm. Lên sân khấu là lấp lánh. Đúng rồi. Em tính là sắp tới quay MV 10 bài đó. Vậy thì lên 10 bộ chứ. Lên 10 bộ cho em. Vậy là ta tính là debut làm ca sĩ của Người Sao Miệt Vườn hả? Đúng rồi. Đúng không? Mà lên debut thứ 7 đúng không? Thì người phía sau này me nè. Để ai mà rảnh hay là bụng gì đó là kiểu thống lên kiểu kiểu nè, em thấy lúc nãy hãy là chị quay lại cho mấy lần. Tức ghê. Trời ơi, quay mà cận cái mặt vô mà thấy nguyên một mâm luôn á. Cái gì vậy trời ơi? Tôi đây. Ơi là bảo rồi. Dạ, tới anh Dũng Nhí cà cổ thì là lên giao lưu cảm ơn anh Cẩu Trung và bắt anh Dũng Nhí lại. Bây giờ cô mang cái thành thể thì về quê là con xong là tới Châu Thành. Gớt hả? Anh đừng có xé xé nó. Anh đừng có đụng vô nó nữa. Anh đừng có đụng vô nó nữa. Rớt hột hạt hết trơn à. Mình đi về vị trí đi, mình đang quay bên này nè bạn. Ba đây không có. Bà đang quay chị mà bà thấy nghệ sĩ các bạn đeo nghệ sĩ mất tiêu luôn. Còn chị đang đứng bên này chị kêu ủa mình đang bên này mà bà. Trời đất ơi. Bà thấy nghệ sĩ đi theo liền. Ừ. Bởi vậy ham danh vọng. Ừ. Bà lụa đó. Ừ. Có nghĩa là kênh mình đang đây mà một cặp nó là thấy bà mất tiêu rồi thì phải đi kiếm là bà đang quay nghệ sĩ bên kia. Đúng. Đó. Có xếp nơi đây chị luôn. Nơi đây chị cần em cho. Đây. Cho em lên hình với nãy giờ. Ngồi xuống đây đi, ngồi xuống đây. Lên hình miếng nào hết trơn. Ai gọi hả? Rồi bây giờ mới bắt đầu thấy mặt Ngân nè quý bà con cô bác. Là con cô bác nghe rõ không ạ? Đưa vô cận cái mặt lại chụp lại chứ bây giờ nhìn miệng. Nhìn khẩu hình đó. Đúng rồi, tại vì quay hậu trường bà con cô bác nó có âm thanh trên sân khấu. Bây giờ là bông ở đằng trước, chạy về vòng đằng trước lấy bông cho cô ấy. Vòng đằng trước lấy bông cho cô. Có khán giả tặng em. Trời ghê vậy. Có khán giả tặng em có bông. Người ta để Khương Dừa rõ ràng kìa, anh Khương rõ ràng kìa. Đây, khán giả là có bông mà tên anh Khương. Không, nghĩa là em nói là thôi tặng em thì nó kỳ quá. Tại vì chủ sĩ là anh Khương nên là em bảo thôi để tên Khương. À, ý là mình nói vậy cho mình đỡ ngại em không? Ok. Đây không, cái này hợp với chị Dung nè, sắc đỏ. Thì bên em mặc cái bộ này nó bị hơi ố về rồi bé Ngân ơi. Đẹp không? Đẹp không? Sao ố vậy? Đẹp mà nó bị chói quá. Chói quá hả? Ừ, bây giờ không quen. Sao không quen em chưa mặc bao giờ luôn. Chị có mặc đỏ, chị có mặc đỏ mấy lần nhưng mà ít mặc lắm. Nhưng mà đẹp mà. Vậy hả? Đẹp. Sao chưa đâu có gì ố về đâu. Chị nhìn em ố về hơn chị đi. Chị nhìn cái outfit của em còn ố về hơn chị gì lo. Outfit nè. Ố về lắm. Hơi ố về chút ha. Ok. Ba cái xe chú cháu vợ đi về. Ba ngàn khán giả mình được đoán con số ngày hôm nay đi. Ba ngàn. Đừng quay góc đó thấy nó hơi móm.
sợ nó mỏng lắm. Mày chính gì? Không có mất nó phải cận vậy đó. Dán cái tóc qua chút mới thấy cái chán nó cao. Ôi. Dưng à. Mà đã vậy còn quay nghiêng nữa. Ừ. Mà thấy nó gì đẹp không? Ừ. Không, em hát cuối, hát tới sáng, bà con cô bác nhảy. Thầy chị hát cuối. Nhưng mà cái đầm đỏ như thế này là chị hát cuối. Xin rồi, không có được hát. Mình liều luôn. Mình phải làm những chuyện mà người ta không dám làm. Thôi. Vậy có nước chờ hết chương trình rồi bắt đầu lên hát mấy bài hát. Vậy là đợi người ta đi về hết rồi, chị muốn hát gì chị hát không? Cũng được. Mấy ngồi bật like lên rồi bà coi coi. Làm like show, like vậy thôi. À, ý là mình một mình tự làm hả? Yeah. Bút ban nhạc ở lại thôi là xong rồi. Ừ, có ban nhạc không? Có. Nhạc đồ này kia là mình âm thanh ánh sáng mình nhờ lại thôi là xong rồi đó. Xong ngồi đi đứng cực quá vậy. Thôi chị đi ra nha, chị đang trước. Đang trước nghe nghe nghệ sĩ Châu Thành hát. Giờ tới máy lại đàng hoàng rồi nè. Vui vẻ nè. Ồ. Không hát hát cuối cùng đi. Chi vậy? Để nhảy cho nó vui kết từng nó vui em ở sau đi. Thôi. Thôi. Ừ. Có tiết mục hết rồi. Hả? Không. Em tới từ nãy giờ rồi. Vậy hả? Để gì nói anh Khương nha, sếp không có tiền sao nha. Ở sau đi chứ mày hát nhạc nhảy đi đúng đi đâu được. Vô đi gì lên đứng nói gì đâu. Anh mệt rồi, tại gia đình mới bay đi Mỹ về có 2 ngày thôi. Ừ. Xong rồi cái ba đi suốt luôn. Ừ. Tới bữa nay là nãy là ba tới từ chiều mà ba đi sáng giờ đi thu âm rồi chuẩn bị quay chương trình mới rồi dính 2 game show nữa. Bên học viện cải lương rồi giám khảo học viện cải lương rồi giám khảo con sao bên trường. Thành ra ba giờ chuẩn bị giờ ảnh mệt. Rồi chúng tôi ở lại tới sáng để hát. Giờ hát xong mình ra sân bay mình đá banh luôn. Mẹ đâu? Ra là anh bận lo nhạc cho hai cho con. Trời ơi, tại chi mà bắt bà Tiên ở lại mà hát cuối cùng là lên nhảy đi đúng luôn á cả nhà. Bây giờ em hát cuối không cuối gì, nhưng mà em hát thì chị cứ nhảy đi đường, chị hú hét như vậy. Không hú hét là hú hét rồi, nhưng mà bà con cô bác kiểu giống như thích mà tiết mục cuối á, là mình vui thật là vui á. Chị lên đi, chị lên chị hát đi là vui. Mình làm mấy bài cái lương liền. Xin 3 tháng nay rồi mà phải mà được hát là chị cũng có mấy bài nhạc giật. Chị nói, tại chị sao nói. Mà một cái người mà cái tiềm năng mà bí ẩn mà dữ dằn như vậy mà anh Khương cho hát thì anh thật là sáng suốt. Chị nói với anh Khương rồi chị anh nói... thật là sáng suốt. À, trời đất ơi, chị nghe chưa rõ. Đúng rồi, chị nói là chị có khả năng vừa hát vừa nhảy giống như Châu Ngọc Tiên luôn mà anh cũng không cho. Yeah. Trời ơi, Châu Ngọc Dung, bữa mình giới thiệu Châu Ngọc Dung đó, mình làm lại xô Châu Ngọc Tiên, Châu Ngọc Dung. Chị đang trước coi nghệ sĩ Châu Thanh hát nha, nhớ lại chơi Châu Ngọc Tiên nha. Ok nha, ngồi đâu vậy? Ngồi trước ngay đây nè. Thấy chị như ngồi hết cái rạp chỗ nào cũng có, hay chị đi vòng vòng được đâu. Chị ngồi ngay chỗ sân khấu này luôn á. Để có gì quay clip cho em xin đi. Ok, để quay cho nha. Quay cho em không? Cũng có, nhưng mà... Rồi đây chị lấy cho. Rồi đây chị lấy cho. Nhiều góc thì nó vui vẻ. Ok. Cảm ơn bé Tiên. Ok. Thôi cũng sơ bộ như vậy thôi cả nhà, để quý bà con cô bác biết chương trình đang diễn ra. Thì Dung cũng xin phép kết clip cảm ơn quý bà con cô bác mình có thể xem lại trên kênh của anh Khương. Nó sẽ là một clip full cũng như là đầy đủ hơn đó cả nhà. Cảm ơn quý bà con cô bác nha. Dạ.